Xin chào mọi người và toàn thể anh em chim đêm quay trở lại với kênh Săn Bắt Mưu Sinh nha anh em, nơi mà mọi người và cũng như anh em có thể học hỏi, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm săn bắt thực tế, cũng như là nơi để anh em chúng ta giao lưu chia sẻ tiếng chim đêm. Ok, thì buổi chiều hôm nay có ra giăng lưới cái bãi chích anh em ơi, tiếp tục ra quấn chích. Thấy tình hình ok, quá đẹp trời luôn anh em. Cái lưới mình bữa nay sao cái viền trên nó không thẳng anh em, kỳ ta, cứ dùng dùng sao anh em ơi, nó không thẳng dây được, hay là mình cắt dây nó bị vậy không. Bữa nay quýnh hai dàn lưới luôn nè, lần đầu luôn, hai dàn lưới hai dàn lo nha anh em ơi. Ok, hai dàn lưới hai dàn lo đó, giờ chưa quýnh kiểu này anh em, quýnh một dàn lưới với một dàn lo thôi. Hai anh em ra hai dàn lưới quýnh chỗ một anh em. Ok, thì cũng như mọi khi buổi chiều giăng lưới rồi sẽ lên phai, thì chiều hôm nay sẽ lên phai coi cốt anh em, khi nào dính chim thì quay cho anh em và mọi người cùng xem, thì tối thì sẽ quýnh chích, dùng máy gì quýnh chích hết nha, không quýnh gà, không quýnh quất, quýnh mỗi chích thôi. Đầu giờ chiều thì quýnh coi cốt anh em. Ok, rò máy giỏng đây, quá trời đồ nghề anh em ơi. Ok, thì mời anh em và mọi người cùng theo dõi hành trình và trải nghiệm đêm xa đánh chim đêm nha. Một em rồi nha mọi người. Không lối thoát. Đây đó. Cô cuốc nó ít sảy mọi người. Cô cuốc nhát hoa này ít sảy. Vô là dính, vô là dính. Gặp kìa, gặp bảy lời nha, gặp bảy lời nha. Đã quá. Đâu trời. Khốn quá vậy. Ok anh em ơi, hai con đầu tiên. Đây là lưới con này mình bắt dính nha. Bên mình mới xảy một con nè. 12 giờ rưỡi chim mới đi anh em ơi. Hồi chiều nó đi, hồi đầu hôm nó đi, có đi nhưng mà nó không rớt. Giờ đó còn sớm á. Chín mấy nó có đi một con, nó không rớt. Với hồi 9 giờ mình xảy góc này một con nè. Ra được nó đâm tùng một xong chạy ra. Nó bị thủng lưới sao chạy ra, nó rớt dưới cái mình nè. Mình gượt, mình chụp nó không được anh em. Giờ thì anh hai mình được hai con nha. Mình này chưa có con nào. Vừa mới xảy con ngay gốc đó, đâm ngay cái chuông, ngay cái gỗ, chạy đi cái nó bay ra luôn. Ok anh em, hai con lội nha. Con cò anh em ơi, không đi không gì hết, chìm cò năm nay kỳ quá, trời quá đẹp luôn mà chả có chim anh em. Trời ơi, đẹp. Hai con chích như ba con gà cút anh em ơi, để bắt ra nha. Ok anh em, hai con chích, ba con cà cú, một con cò lép anh em ơi, chết rồi. 200 mét lưới mà được tới tầm này là xong luôn, xong đời rồi. Ok anh em, sẵn đem chim lên luôn. Thôi cà cú tới sáng được nhiều được. Bên này thôi chích anh em ơi. Không có đem cây chống gùng theo, quay hơi gùng anh em thông cảm nha.
Ok anh em, mình hai con chích nó đập mà sảy không được con nào, gọi không có nghe chim đi gì chứ. Hai mình còn được hai con chết anh em ơi, kiểu này toàn rồi, kiểu này chắc dẹp lưới nữa anh em. Chim cò chảo quá, thôi để đem chim về cho anh em mình sáng coi có dính gì không, quay cho anh em và mọi người xem tiếp theo nha. Ok anh em ơi, chào buổi sáng, chúc anh em buổi sáng vui vẻ anh em ơi, chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe nha cả nhà. Đấy thì sáng rồi, dọn dẹp về thôi cả nhà ơi. Chim cò hôm nay quá chán. Đây sáng rồi giờ mấy con kia mình đem về để đem đi giao cho người ta rồi mọi người. Còn đây là con chích, được thêm một con chích mông, chích mông nha mọi người. Đây với một cà cuốc, thêm một cà cuốc trống, hai con cò lép. Bữa nay nếu mà quýnh nữa thì chắc không có quýnh cà cuốc nữa, chắc quýnh cò nha mọi người, quýnh cò đỏ, cò lép. Quá nhà cò mọi người. Ok thì gần sáng thành quả thêm được một chích, hai cò lép, một cò cuốc, tổng cộng là được ba chích bốn cò cuốc với ba cò lép mọi người. Đấy thì sảy hết ba chích nha. Nay bữa nay không biết bị gì sao kỳ quá, lưới bữa nay cũng sảy luôn, lưới đẹp gì đâu mà sảy anh em, chết chưa. Giờ này thôi kêu con gì nữa, sáng trưng rồi. Ok 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 dùng lưới giờ một góc rồi, dùng vô bao nha mọi người. Đây thôi, hẹn anh em và mọi người với những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Nếu mọi người thấy yêu quý em và đồng cảm với cuộc sống mưu sinh thức khuya thức đêm hôm cả nhà ơi, thì cả nhà mình và toàn thể anh em hãy nhấn like và đăng ký kênh để giúp em có nguồn động lực để ra những video tiếp theo nha mọi người. Cũng như là mọi người hãy nhấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào.